Hai phi công bay huấn luyện đã hy sinh khi chiếc máy bay quân sự Su-22 rơi tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Điều tra của nhóm phóng viên VTC1 về thị trường thực phẩm chức năng tăng giảm cân đông y tràn lan trên mạng Internet. Đáng chú ý có những chất cấm đã được phát hiện trong những sản phẩm trôi nổi này. Trung Quốc bắt giữ nghi phạm gây ra vụ nổ bằng bom tự chế bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh. Nhiều người dân Trung Quốc đại lục chuyển sang sử dụng vaccine từ các bệnh viện của Hồng Kông sau các vụ bê bối vaccine gần đây trong hệ thống tiêm chủng quốc gia của nước này. Trả lời phỏng vấn VTC, Chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cho biết là dự kiến chuyến bay đầu tiên của Bamboo Airways sẽ cất cánh vào ngày 10 tháng 10 tới. Xin kính chào quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi bản tin tối của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Chúng ta vừa cùng nhau điểm qua những thông tin nổi bật trong bản tin tối hôm nay 26 tháng 7. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, cho đến ngày hôm nay thì thời tiết Hà Nội đã khô ráo hết mưa. Tuy nhiên, một số huyện ngoại thành của thủ đô Hà Nội vẫn chìm trong biển nước khiến cho cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều hộ dân vẫn bị cắt điện, có nhà phải ăn ngủ trên thuyền chờ nước rút. Ghi nhận của phóng viên thời sự VTC tại thôn Bùi Xá, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Đã 4 ngày kể từ khi xảy ra trận mưa lớn tại Hà Nội, nhưng ngôi nhà của gia đình bà Bùi Thị Ngờ vẫn chìm sâu trong nước. Mọi sinh hoạt hàng ngày của gia đình bà bị đảo lộn do việc di chuyển rất khó khăn. So như mỗi năm là nước năm nay là nó bất ngờ quá, nó lên nhanh lắm, không dọn kịp mà. Coi như là dọn là cái nào thì dọn, còn không dọn là bỏ là chìm luôn. Có cái là bây giờ nước nó lên nên là nhất là khổ. Cháu bảo cứ suốt ngày ướt quần áo này, không lúc nào khô đâu. Thì từ trước cái này là thường xuyên là bị. Đấy. Không kể ra mà nói với các anh là 2 năm, cứ nếu tính bình quân thì cứ 2 năm là dính 1 năm. Nhưng không phải là chuyện đơn giản. Đấy, năm ngoái bé hơn nước này, năm nay lại to hơn. Đấy, thế cho nên tôi nghĩ là nó còn to hơn nữa. Giữa biển nước mênh mông, phương tiện giao thông duy nhất mà người dân thôn Bùi Xá có thể dùng để di chuyển là thuyền. Nỗi lo này chưa qua, nỗi lo khác lại tới khi thời tiết được dự báo sẽ tiếp tục có mưa lớn tại đây. Nói chung là nước thì nó cũng đã được 5-7 ngày rồi đấy. Thế mà chắc chắn nếu mà có mưa có lũ thì rất là lo lắng chứ. Vì là nhà nó ngập chưa cạn ra mà lại nước tiếp thì rất là lo. Vì nhà cửa nó chưa dọn được mà. Thì đối với cả khu Bùi Xá thì nó vị trí thấp mà lại nằm sát bờ sông Bùi. Nên là cái dòng sông chảy xuôn suốt từ Hòa Bình cho đến dưới hạ nguồn. Đâm ra là thường xuyên là bị ảnh hưởng. Nên là chúng tôi thường xuyên là tuyên truyền bà con nhân dân là khi đến mùa mưa bão thì chúng ta sẽ là thường xuyên là phải quan tâm đến khi mà nước dâng lên thì là chúng ta sẽ di rời tài sản và người lên vị trí cao nhất. Hiện tại toàn bộ thôn Bùi Xá vẫn còn hơn 100 hộ ngập trong biển nước. Rất may cho đến thời điểm hiện tại chưa có thiệt hại về người. Hiện chính quyền huyện Chương Mỹ đang triển khai các phương án di rời người dân và tài sản đến nơi an toàn, đồng thời nhanh chóng thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh sau lũ nhằm phòng chống dịch bệnh có thể xảy ra. Tiếp tục thông tin vụ vỡ đập thủy điện CPNC Nạm Noi, phóng viên Vân Thiêng, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Lào đã có mặt tại hiện trường để cung cấp tới quý vị những diễn biến mới nhất. 3 ngày sau khi xảy ra sự cố vỡ đập thủy điện CPNC Nạm Noi ở huyện Sa Nam Say, tỉnh Atapey, Lào, hôm nay nước lũ đã bắt đầu rút. Người dân Lào đã bắt đầu trở về nhà để dọn dẹp nhà cửa, tổ chức lại cuộc sống. Tuy nhiên, phần lớn các bản làng trong vùng bị ngập lụt thì hiện giờ nước vẫn còn ngập sâu. Việc tiếp cận các bản làng này rất là khó khăn. Chính quyền tỉnh Atapey và huyện Sa Nam Say trong ngày hôm nay đã bắt đầu tổ chức đồng loạt các hoạt động cứu trợ. Chúng tôi quan sát thì trong ngày hôm nay chúng tôi thấy có rất nhiều doanh nghiệp, nhiều tổ chức, cá nhân, nhiều tình nguyện viên đã tập trung về huyện Sa Nam Say và rất nhiều chuyến xe chở hàng cứu trợ đã tỏa về các bản làng để giúp đỡ cho đồng bào vùng lũ lụt. Tại trung tâm huyện,
các đoàn thiện nguyện cũng đã tổ chức các cái chỗ nấu ăn để cung cấp các suất ăn miễn phí cho người dân đang sơ tán tại đây. Và trong ngày hôm nay thì rất nhiều chuyến máy bay trực thăng vẫn còn bay ra bay vào rất nhiều chuyến vào vùng lũ. Điều đó chứng tỏ là chính phủ Lào, chính quyền tỉnh Atapu cũng đang làm hết sức mình để cứu hộ, cứu trợ cho người dân đồng bào vùng lũ, giúp bà con vượt qua những cái khó khăn do sự cố vỡ đập thủy điện gây ra. Văn Thiên, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Lào. Và nhằm hỗ trợ chính phủ Lào, hôm nay Hàn Quốc cũng đã điều nhóm tiền trạm đầu tiên đến khu vực xảy ra vụ vỡ đập thủy điện CPNC Nậm Noi. Nhóm tiền trạm này sẽ tham gia tham vấn công tác tìm kiếm cứu nạn hàng nghìn người bị mắc kẹt do nước lũ tại các khu vực xung quanh đập. Nhóm cứu hộ đầu tiên của Hàn Quốc gồm 4 thành viên đến từ Bộ Ngoại giao và các nhân viên cứu hỏa. Nhóm này sẽ đến các vùng bị tác động do vụ vỡ đập thủy điện CPNC Nậm Noi để thị sát tình hình. Nhóm sẽ tham vấn về công tác cứu hộ với chính quyền và các lực lượng cứu hộ địa phương. Sau đó, chính phủ Hàn Quốc mới điều toàn bộ nhóm cứu hộ đến Lào. Trước đó, Không quân Hoàng gia Thái Lan gửi hàng tiếp tế đến khu vực ngập lụt. Máy bay vận tải C-130 đã mang theo 10.000 thùng nước, 2.000 chăn mền, 49 bộ lọc nước, lương thực, thực phẩm và một số loại thuốc men. Chính phủ Thái Lan cũng chuẩn bị 5.000 mặt hàng viện trợ khác. 4 chuyến bay tiếp tế sẵn sàng cất cánh từ sân bay quốc tế Don Mueang, Thái Lan đến sân bay quốc tế Park Se, địa điểm gần khu vực ngập lụt nhất. Chính phủ Nhật Bản cũng được yêu cầu trợ giúp các nạn nhân của vụ vỡ đập. Đại sứ quán Nhật Bản tại Lào cho biết, Tokyo đã viện trợ nhân đạo lều và chăn mền thông qua cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA. Nhiều khu vực ở Lào đang trải qua các đợt mưa lớn. Lượng mưa lớn khiến mực nước tại sông Mekong tăng lên nhanh chóng trong những ngày gần đây. Do vậy, chính phủ Lào đã tăng cường các biện pháp giám sát để tránh xảy ra hiện tượng vỡ đập thủy điện. Thưa quý vị và các bạn, rất nhiều bài thuốc gia truyền tăng giảm cân hiệu quả tức thì, chiết xuất hoàn toàn từ thảo dược, được kiểm định chất lượng, vân vân. Và những lời quảng cáo có cánh này về những thực phẩm chức năng đông y tăng giảm cân đang trở thành một mặt hàng kinh doanh sôi nổi trên mạng và nhận được không ít lượt tương tác. Tuy nhiên, những sản phẩm gắn mác thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe, tăng giảm cân theo ý muốn trên mạng có thực sự như quảng cáo hay không thì không ai có thể đảm bảo chắc chắn. Địa chỉ ảo, thành phần công dụng sai mục đích sử dụng, chất lượng không được kiểm định đang là những vấn nạn của thị trường thực phẩm chức năng tăng giảm cân đông y online. Điều tra của nhóm phóng viên VTC1. Chỉ với từ khóa tăng giảm cân đông y, trong vòng 0,29 giây, hơn 35.200.000 kết quả về các loại thực phẩm chức năng tăng giảm cân đông y được giao bán online. Tất cả những trang web bán hàng đều giới thiệu nội dung na ná như không tăng cân sẽ hoàn lại tiền, không có tác dụng phụ, tăng cân hiệu quả sau 1 tháng uống thuốc. Cái hàng này là hàng chuẩn đấy đúng không anh? Dạ vâng ạ. Tại vì trên mạng nhiều lắm nên bây em tìm em chả biết đâu là thật đâu là giả. Thuốc của mình là thuốc chuẩn rồi, thuốc của mình thì là thuốc đầu tiên mà. Tại các họ bán toàn là họ bán ăn theo thôi. Giá là 150 bạn nhé. Trong vai một người có nhu cầu mua sản phẩm đông y tăng cân, nhóm phóng viên VTC1 tiếp cận một chủ hàng online chuyên buôn bán thực phẩm chức năng tăng cân mang thương hiệu Tiến Hạnh. Lần theo địa chỉ được giới thiệu là cửa hàng phân phối dòng sản phẩm đông y tăng cân này tại 660 Trường Định. Nhóm phóng viên tìm đến mua hàng. Tuy nhiên khi tìm đến lại hoàn toàn là cửa hàng kinh doanh mặt hàng khác. Có cái địa chỉ là 663 ấy, đăng ký nó bán thuốc đông y ấy. Thuốc gì cũng không phải được. Tiếp tục gọi cho chủ shop online khi không tìm thấy cửa hàng. Chủ shop này cho biết cứ vào ngõ đứng đợi sẽ có người mang ra. Sao lại ghi địa chỉ ở ngõ này em? Đi qua ngõ này. Chị tìm mãi, lòng vòng mãi. Cái này là mình nhập ở đâu về ạ em? Ngoài này là phân phối còn làm ở đâu Hà Tĩnh. Tuy nhiên, khi tiếp cận với các cơ quan chức năng của Hà Tĩnh thì được biết tại địa phương này không hề xuất hiện một công ty sản xuất thực phẩm chức năng đông y Tiến Hạnh nào đăng ký trên địa bàn. Tôi xin khẳng định một điều rằng là cái việc mà ngành y tế cấp phép cho cái cơ sở này để sản xuất cái thuốc gì đó mới giảm tăng cân hoặc là giảm cân gì đó thì tôi khẳng định là không. Thưa quý vị và các bạn, lần theo địa chỉ được quảng cáo và in trên bao bì của thuốc tăng giảm cân Tiến Hạnh thì phóng viên chúng tôi đã có mặt tại xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, nơi được cho là thôn 6 và nay là thôn Yên Mỹ. Tuy nhiên rằng người dân và cũng như chính quyền đây cho biết rằng tại thôn này chưa bao giờ có một gia đình nào sản xuất thuốc đông y và đặc biệt là thuốc tăng giảm cân mang thương hiệu Tiến Hạnh.
Thậm chí những thành phần được giới thiệu in trên sản phẩm đông y tăng cân mà nhóm phóng viên mua được qua online lại có tác dụng trái ngược hoàn toàn với sản phẩm tăng cân được giao bán. Tôi nhìn vào cái thành phần và cái công dụng của cái hộp thuốc này. Đây người ta đề là có tác dụng tăng cân, nhưng mà tôi nhìn trong này là đến một nửa là các cái vị thuốc mà lại làm giảm cân. Ví dụ là sơn tra, bán hạ, trần bì. Trên thị trường người ta có hai cách để làm cho chóng béo mà tôi biết. Là một là cho cái tân dược là cái các cái dẫn xuất từ gốc corticoid. Cái thứ hai nữa, nó dùng thuốc tăng trọng của chăn nuôi cho vào. Tiếp tục tìm đến địa chỉ của một chủ shop cũng giới thiệu bán hàng đông y tăng giảm cân Tiến Hạnh trên mạng tại địa chỉ 220 Tân Mai, Hà Nội. Nhóm phóng viên cũng không hề tìm thấy một cửa hàng nào bày bán mặt hàng này tại khu vực này. Em ở khu vực Tân Mai ấy, thì ở gần đấy đúng không? Thị trường sản phẩm đông y tăng giảm cân Tiến Hạnh mà nhóm phóng viên tiếp cận như một ma trận. Những địa chỉ ma không xác định rõ, chất lượng sản phẩm hoàn toàn không được kiểm định. Hạn chế tìm cách để khách hàng chấp nhận cách thức giao hàng. Những chủ shop thường không trực tiếp mang sản phẩm đến mà chỉ giao dịch qua người giao hàng và nhận lại tiền giao dịch sau đó để tránh phiền hà. Và những khách hàng nhẹ dạ đặt niềm tin tuyệt đối vào đông y sẽ là mục tiêu béo bở để những đối tượng này chuộc lợi. Và trên tay tôi lúc này là một lọ thuốc giảm cân đông y gia truyền mang thương hiệu là Tiến Hạnh, được đựng trong một cái lọ plastic rẻ tiền như này, cũng như là rất là sơ sài, không có tem nhãn kiểm định. Tuy nhiên cũng có cái bọc giấy bạc đầu tiên như này rất dễ bung ra, và trong này thì là những cái viên thuốc màu đen. Về cái chất liệu và cũng như là cái dược tính của những viên thuốc này thì chúng tôi sẽ còn tiếp tục để tìm hiểu, chuyển tới quý vị trong những chương trình tới. Nhưng rõ ràng là để tin tưởng vào những lời quảng cáo về tác dụng thần kỳ của những loại thực phẩm chức năng đông y gia truyền bán trên mạng thì đã nhiều người sẵn sàng bỏ ra số tiền không nhỏ để mua mà không cần biết đến nguồn gốc xuất xứ của những sản phẩm này như thế nào. Và nhiều lần kiểm tra các cơ sở sản xuất thuốc tăng giảm cân thì lực lượng chức năng cũng đã phát hiện sự thật kinh hoàng về thành phần và quy trình sản xuất loại thực phẩm chức năng được quảng cáo như là thần dược này. Bột ngô, mật mía, cộng nhiều loại hóa chất. Qua nhào nặn thô sơ, loại hỗn hợp này sẽ được bào chế thành thần dược, tăng giảm cân đông y. Thần dược được đóng gói nhãn mác, kèm theo những giải thưởng tự phong, dùng nhiều mỹ từ quảng cáo trên mạng xã hội, sẽ nhanh chóng đến tay người tiêu dùng. Đây là những hình ảnh lực lượng công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội ghi lại trong một vụ kiểm tra bất ngờ một cơ sở sản xuất thực phẩm tăng giảm cân tự xưng thương hiệu Tiến Hạnh. Theo kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an, trong sản phẩm tăng cân này có hai hoạt chất là Sinnarizin và Sibutramine bị Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cấm lưu hành từ năm 2011. Người ăn thì cảm giác rất bình thường, nhưng thực tế khi giám định ra bằng biện pháp, bằng kỹ thuật khoa học thì nó ra những cái chất này thì gây ảnh hưởng rất nguy hiểm đến cái người sử dụng sau này. Chi phí để sản xuất những sản phẩm này chỉ mất vài chục nghìn đồng, nhưng khi bán ra thị trường với giá cao gấp từ 10 đến 20 lần. Với chiêu trò chiết khấu cao, chúng thu hút được nhiều người tham gia làm đại lý bán hàng online. Theo các chuyên gia về đông y dược, để cho ra một loại viên hoàn phù hợp với mọi thể trạng là không đơn giản, bởi mỗi một người dùng là một thể trạng khác nhau. Đối với một sản phẩm bảo vệ sức khỏe, nếu mà muốn được sản xuất kinh doanh và lưu thông trên thị trường thì trước tiên là phải đăng ký bản công bố sản phẩm của đối với sản phẩm đó với Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế. Và sau khi đã được Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế chấp nhận và cấp cái giấy tiếp nhận bản đăng ký công bố sản phẩm, thì nếu như sản phẩm đó muốn được giới thiệu công dụng và quảng cáo trên các cái với các hình thức khác nhau, ví dụ như trên TV, trên báo chí, trên các tạp chí, rồi giới tổ chức các cái hội thảo giới thiệu và thậm chí là tư vấn online, thì những cái nội dung đó phải được kiểm duyệt bởi Cục An toàn Thực phẩm. Lợi nhuận khủng, nhu cầu sử dụng từ khách hàng cao đã khiến cho thị trường bán hàng online dòng thực phẩm chức năng tăng giảm cân đông y đang trở thành cơn bão trên mạng xã hội. Trước ma trận hàng giả, hàng nhái,
thật khó để người tiêu dùng thông thái vượt qua được những lời cám dỗ từ công dụng của những sản phẩm tăng giảm cân đông y đem lại. Thế nhưng cũng không ít khách hàng đang mất tiền mà không biết mình đang rước bệnh vào thân. Có thể nói rằng việc quản lý mặt hàng thực phẩm chức năng đông y giả không rõ nguồn gốc xuất xứ đang gặp rất nhiều khó khăn, nhất là khi các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm sản xuất, đóng gói và chủ yếu là bán hàng bằng hình thức online. Các cơ quan quản lý sẽ xử lý tình trạng này như thế nào? Hậu quả của những người sử dụng sản phẩm này ra sao? Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh vấn đề này trong những bản tin tiếp theo. Còn bây giờ sẽ là thông tin chi tiết về vụ tai nạn máy bay quân sự Su-22 của quân chủng phòng không không quân Việt Nam bị rơi tại xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn của tỉnh Nghệ An khiến hai phi công hy sinh xảy ra vào chiều hôm nay. Theo đó, vào lúc 11 giờ 16 phút ngày 26 tháng 7, máy bay Su-22U số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân thực hiện bay huấn luyện thì mất liên lạc và rơi tại làng Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Sau cú đâm mạnh vào núi đá, chiếc Su-22U bị vỡ vụn. Hai phi công bay huấn luyện đã hy sinh. Được biết, hai phi công đã hy sinh là Trung tá Khuất Mạnh Chí, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng sinh năm 1978, trú tại phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, và Thượng tá Phạm Giang Nam, chủ nhiệm bay Trung đoàn 921, sinh năm 1972, trú Thụy Bình, Thái Thụy, Thái Bình. Đang ăn cơm xong thì nghe một tiếng nổ, cái nổ to, nó nghĩ là máy bay thả họ tập rồi họ thả bom ạ. Nhưng mà ra nhìn thì thằng Thuấn thì thấy khói, một vùng khói đến chạy đến tới á, chạy tầm khoảng 10 phút thì khi nữa máy bay mới rớt. Nói chung khai chạy xong rồi, hiện tại là khi nữa chạy xong rồi mà khói đến máy bay rớt rồi mà khói một vùng trên trời là chạy mai. Lên trên nó thấy là máy bay thực tế là bị rớt đó, là dân chúng tôi tìm phi công nhưng mà cũng không tìm thấy phi công. Sau khi xảy ra vụ việc, Quân chủng Phòng không Không quân phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn tổ chức cứu hộ cứu nạn khắc phục hậu quả. Hiện cảnh sát dân quân đã phong tỏa toàn bộ lối vào hiện trường máy bay rơi từ khoảng cách hơn 4 km. Mọi phương tiện đều được yêu cầu chuyển hướng. Thưa quý vị và các bạn, phía ngay sau chúng tôi đây chính là hiện trường của vụ rơi chiếc máy bay quân đội Su-22U. Ngay sau khi nhận được thông tin thì lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và phong tỏa các lối vào nơi xảy ra vụ rơi máy bay và công tác triển khai tìm kiếm các mảnh vỡ máy bay cũng như là thi thể của hai phi công đã được bắt đầu. Và bên cạnh đó thì các lực lượng chức năng cũng đang tích cực để tìm kiếm hộp đen nhằm giải mã nguyên nhân vụ tai nạn. Những nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo của chương trình: hàng nghìn container phế liệu tồn đọng gây ảnh hưởng tới môi trường, 100 bánh cocaine được phát hiện trong container phế liệu. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia thì rất khó để kiểm soát mặt hàng này trước khi cập cảng. Phiến quân IS đã liên tiếp thực hiện nhiều vụ tấn công ở tỉnh Suqqaila, miền nam Syria, khiến cho gần 400 người thương vong. Quý vị đang cùng theo dõi bản tin tối 26 tháng 7 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, mặc dù đã triệt phá thành công những điểm nóng ma túy ở Lóng Luông hay là phát hiện vụ 100 bánh heroin ở cảng Cái Mép cách đây vài ngày, tuy nhiên, tại cuộc họp triển khai công tác phòng chống tội phạm của Chính phủ diễn ra chiều hôm nay, các lực lượng chức năng đã cảnh báo những nguy cơ thách thức sau khi phát hiện triệt phá những điểm nóng về ma túy. Lấy ví dụ về việc phát hiện 100 bánh heroin ở cảng Cái Mép, Bà Rịa, Vũng Tàu mới được triệt phá từ nhập khẩu phế liệu, ông Nguyễn Văn Cần, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, cảnh báo về hình thức vận chuyển ma túy vào nước ta. Ông Cần cho rằng có nhiều sơ hở tiếp tay cho việc tuồn ma túy. Hay là chúng tôi chỉ đạo trong toàn ngành trên tất cả các khu vực cửa khẩu cảng biển ngăn chặn là đưa lực lượng kiểm định tại chỗ xuống cùng với khu vực cảng biển để kiểm tra trên cơ sở các tiêu chuẩn quy chuẩn của Bộ Tài nguyên Môi trường thì qua đó thì mới phát hiện ra là gì? Cái sơ hở, cái móc nối, cái tiền kiểm và hậu kiểm của các cơ quan quản lý chức năng
là còn hạn chế. Nhấn mạnh kết quả đạt được trong phòng chống tội phạm về ma túy, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho rằng 6 tháng đầu năm 2018, lượng ma túy thu được bằng cả năm 2017. Tuy nhiên điều này lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn về tội phạm, đặc biệt là sau khi công an triệt phá thành công điểm nóng ma túy ở Lóng Luông. Đấy, hiện nay là Sơn La thì giải quyết được rất căn bản, nhưng mà nó lại nảy sinh ở Điện Biên, nảy sinh ở Thanh Hóa, ở Nghệ An, ở Hà Tĩnh, ở Quảng Bình, thậm chí ở Kon Tum, dọc tuyến biên giới với Lào. Hiện nay là cái thách thức rất lớn đối với chúng ta. Thành ra là giải quyết được ở Sơn La nhưng nó lại mang lại những cái thách thức lớn. Cái thứ hai là cái giá ma túy ở trong nội địa nó cao lên, nó kích thích những người thì cái bọn tội phạm về ma túy này chúng tôi dự báo là nó sẽ rất phức tạp, là vì nó sẽ tăng cường cái trộm cắp để nó có tiền, để nó tăng cường cái cướp, thậm chí cướp của giết người. Đấy, để nó bằng mọi cách để nó có tiền để nó làm nghiện hút. Tại hội nghị, các lực lượng cũng đề nghị tăng cường nhiều biện pháp xử lý việc vận chuyển ma túy thông qua chuyển phát nhanh, đồng thời sớm có hình thức xử lý dứt điểm với hàng nghìn container đang nhập về các cảng của Việt Nam dưới hình thức nhập phế liệu vì tiềm ẩn nguy cơ che giấu các chất ma túy. Như chúng tôi đã đưa tin vào chiều 24 tháng 7, đội kiểm soát hải quan Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu đã phối hợp với phòng PC47 Công an Bà Rịa Vũng Tàu và chi cục hải quan cửa khẩu Cảng Cái Mép kiểm tra một container phế liệu nhập khẩu và phát hiện bên trong chứa 100 bánh cocaine. Sau khi vụ việc chấn động này được phát hiện thì nhiều người bày tỏ thắc mắc vì sao lô hàng 100 bánh cocaine trị giá 800 tỷ đồng lại có thể trà trộn được vào lô hàng hóa nhập khẩu mà trên tờ khai là thép phế liệu. Container hàng trên là một trong 17 container thép phế liệu của công ty thép Pomina 2, trụ sở tại khu công nghiệp Phú Mỹ 1, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, vừa cập cảng Cái Mép lúc 15 giờ chiều ngày 24 tháng 7. Nói về vụ bắt giữ lô hàng này, lực lượng hải quan cho biết lô hàng này được trà trộn vào lô hàng hóa nhập khẩu mà trên tờ khai là thép phế liệu. Sau khi mở container, ngoài sắt phế liệu, cơ quan chức năng phát hiện có 4 bao tải, mỗi bao có một túi ni lông màu đen. Trong 4 túi ni lông màu đen này có chứa 100 bánh cocaine với trọng lượng khoảng 119 kg, được ngụy trang tinh vi, cất giấu trong container phế liệu mà công ty cổ phần thép Pomina 2 đã mua của công ty Stemcorp International, có trụ sở tại Singapore về làm nguyên liệu sản xuất. Ước tính số cocaine trên có giá trị từ 700 đến 800 tỷ đồng. Lãnh đạo Pomina khẳng định với cổ đông và nhà đầu tư là không nhập hàng cấm. Thông tin có lợi cho Pomina là kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy số niêm phong thực tế lúc kiểm tra trên container không đúng với chứng từ giao nhận hàng, bao gồm thông báo hàng đến của hãng tàu Max Line, packing list và vận đơn mà chủ hàng cung cấp cho công ty thép Pomina 2. Chi tiết này cũng được các cơ quan chức năng tập trung làm rõ. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng xác định rõ lộ trình vận chuyển của tàu này. Được biết, Max Sengen có 26 thuyền viên, hành trình từ Trinidad và Tobago qua Panama đi Trung Quốc và đến Việt Nam, cập cảng Tân Cảng Cái Mép, Thị Vải để trả hàng, sau đó tiếp tục hành trình đi Singapore. Vụ việc bắt 100 bánh cocaine trị giá trên 800 tỷ đồng trong container phế liệu được công ty thép Pomina nhập về tại cảng Bà Rịa, Vũng Tàu đang dấy lên những lo ngại liên quan đến việc kiểm soát các mặt hàng phế liệu khi tràn vào Việt Nam. Theo lực lượng chức năng thì hầu như không thể kiểm soát được trong container có gì trước khi chúng vào các cảng nội địa. Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy đến nay có hàng nghìn container còn tồn đọng tại các cảng, trong đó Tân Cảng Sài Gòn, Cảng Hải Phòng, Cảng Cái Mép còn tồn đọng gần 6.000 container phế liệu. Việc tồn đọng này đang tác động không nhỏ đến kinh tế và môi trường của Việt Nam, đặc biệt là tại các cảng biển. Vụ việc cả trăm bánh cocaine chứa trong container phế liệu bị bắt giữ gần đây tại cảng Bà Rịa Vũng Tàu là minh chứng cho thực tế không thể kiểm soát được các loại hàng hóa, phế liệu có trong các container trước khi vào cảng. Thông lệ hiện nay, hàng hóa được đóng container từ các nước xuất khẩu, được vận chuyển bằng đường biển vào nội địa nước ta. Trong khi đó, Việt Nam chưa có cơ chế phòng ngừa, kiểm soát việc nhập khẩu phế liệu từ xa, từ ngoài biên giới. Chỉ khi tàu cập cảng, hàng được vận chuyển sắp xếp lên bờ mới làm thủ tục thông quan và mới kiểm tra giấy phép nhập khẩu phế liệu. Vì vậy, chúng ta luôn bị động, phải đối phó với những chủ tàu. Chủ hàng cố tình vi phạm hoặc gian lận nhập phế liệu không đúng hoặc không có giấy phép vẫn nhập về. Cái chủ hàng mà họ xuất về Việt Nam ấy, thì là họ thuê chủ tàu mà cái chủ hàng ở Việt Nam nhập khẩu là cũng không biết cái ông chủ tàu là ông nào,
Thế nên là cái việc mà yêu cầu là các cái chủ hàng khi hàng đến cảng mà phải xuất cái giấy phép rồi mới được rỡ tại cảng là rất khó khả thi, bây giờ gọi là chỉ bắt phòng vệ của các cảng. Bên cạnh đó, một số hãng tàu vận chuyển lược khai hàng hóa không có phế liệu nhưng thực tế lại có phế liệu, hoặc không có hàng cấm, song thực tế lại vận chuyển phế liệu có kèm theo hàng cấm. Và cơ quan chức năng của Việt Nam chỉ sau khi dỡ hàng mới được doanh nghiệp khai báo số lượng cụ thể, chủng loại hàng hóa hoặc phát hiện ra hàng cấm khi có nghi vấn và mở container. Tôi thấy rằng là cần thiết thì Chính phủ, Bộ Tài nguyên Môi trường tăng cường đưa các cái chuẩn về việc nhập khẩu phế liệu cao hơn nữa để đảm bảo là cái phế liệu đưa vào Việt Nam được sạch sẽ hơn, tránh cái việc ảnh hưởng đến môi trường. Có những lô hàng thì là lô hàng là phế liệu thật nhưng bên trong là chất thải, hoặc lô hàng là hàng hóa nhưng bên trong là chất thải. Rồi là dưới các hình thức như là tạm nhập, tái xuất, trung chuyển. Thì cái dự báo của tôi là các cái loại hàng này sẽ nhiều hơn để nó tìm cách để thâm nhập vào nước ta. Bởi hiện nay chúng ta đang thắt chặt cái vấn đề nhập khẩu con đường chính thống. Hiện nay, việc tồn đọng các container phế liệu đang gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh tại các cảng, làm chậm lưu thông hàng hóa, giảm dung lượng bãi chứa container, gây ảnh hưởng đến hoạt động của hải quan, hãng tàu, gia tăng chi phí cho doanh nghiệp. Và với cách kiểm soát như hiện tại, các hoạt động nhập khẩu mặt hàng trái phép, hàng cấm hoàn toàn có thể lợi dụng kẽ hở để lọt vào Việt Nam. Tin mới nhận, chiều hôm nay 26 tháng 7, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến vụ việc gian lận thi cử, sửa bài thi gốc của nhiều thí sinh trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 tại Sơn La. Sau khi mạng xã hội và báo chí phản ánh việc điểm thi cao bất thường tại Sơn La, ngày 19 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lập đoàn công tác với sự tham gia của đại diện Bộ Công an tiến hành thanh kiểm tra. Vụ việc gian lận thi cử, sửa bài thi gốc của nhiều thí sinh trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 tại Sơn La là rất nghiêm trọng. Kết quả ban đầu xác định có can thiệp sửa chữa tẩy xóa để nâng điểm cho thí sinh. Đoàn thanh tra phát hiện dữ liệu ảnh bài thi lưu ở Sơn La đã mất tích. Cơ quan chức năng đã tiến hành khôi phục dữ liệu này. Và cơ quan chức năng cũng đã xác định được một số cá nhân có hành vi sửa chữa bài thi gốc trước khi scan ảnh gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Được biết là những người này có liên quan đến hội đồng thi kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La. Chuyển sang những thông tin khác, chiều hôm nay 26 tháng 7, Hội thảo Phát triển Hàng không chắp cánh du lịch Việt Nam đã được tổ chức tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ý kiến chung cho rằng nhu cầu hàng không của Việt Nam đang tăng trưởng ở mức trên 15% mỗi năm và cơ hội cho doanh nghiệp tư nhân tham gia vào lĩnh vực này còn rất lớn. Chỉ có điều để thành công, các doanh nghiệp buộc phải tìm ra lợi thế cạnh tranh của mình. Hiện cả nước có 4 hãng hàng không đang hoạt động bao gồm Vietnam Airlines, Vietjet, Zeta Pacific và Vasco. Trong khi đó thì Vietnam Airlines và Vietjet Air đang chiếm lần lượt là 44% và 42%. Sự tham gia của khu vực tư nhân và điển hình là Vietjet Air vào thị trường này đã khiến cho hàng không trở thành lĩnh vực cạnh tranh. Tuy nhiên, sự phát triển này vẫn còn thấp so với nhu cầu đi lại của ngành. Thống kê cho thấy, hiện tại thị trường hàng không sẽ tăng ở mức trên 16% mỗi năm, cao hơn nhiều nước trong khu vực, trong đó có Thái Lan. Để đáp ứng nhu cầu này, việc phát huy vai trò của khu vực tư nhân trong việc tham gia hạ tầng, thành lập hãng hàng không mới như là kế hoạch của Bamboo Airways là kịch bản tốt cho sự cạnh tranh của hàng không. Và trước những ý kiến băn khoăn về mức độ rủi ro của việc tham gia thị trường hàng không của tập đoàn FLC, hôm nay Chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết đã trả lời phỏng vấn phóng viên VTC. Ông Quyết cho biết là đã có sự chuẩn bị 4 năm cho lĩnh vực đầu tư mới này và dự kiến là chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không thứ 5 của Việt Nam Bamboo Airways sẽ cất cánh vào ngày 10 tháng 10 tới đây. Thưa ông, là với cái việc mà cho phép thành lập hãng hàng không Bamboo Airways cũng như là việc ký kết mua rất là nhiều máy bay thì có thể thấy là Bamboo Airways thì đã rất gần với cái giấc mơ bay đầu tiên của mình trong năm nay. Thời điểm này vẫn còn rất nhiều ý kiến cho rằng đây là một quyết định mạo hiểm. Thì với tư cách là chủ tịch của tập đoàn thì ông có những ý kiến nào về vấn đề này? Chúng tôi đã ký hợp đồng với Airbus là mua 24 cái máy bay 321. Và chúng tôi cũng ký hợp đồng với Boeing mua 20 cái máy bay Boeing để phục vụ cho bay đường dài. Và với 44 cái máy bay này thì chúng tôi đã thanh toán tiền cho hai hãng sản xuất máy bay là hàng đầu thế giới. Và nói như vậy để thấy rằng là chúng tôi đã có cái sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng cho cái việc mà ra đời
hãng hàng không Bamboo Airways. Thứ hai nữa là chúng tôi đầu tư cho yếu tố con người. 4 năm gần đây thì chúng tôi đã có cái sự chuẩn bị về nhân sự cũng như là nguồn lực tài chính để cho ra đời cái hãng hàng không Bamboo Airways. Và 2 năm gần đây thì cái sự chuẩn bị nhân lực là hết sức giáo diết cả về nhân lực và vật lực, đó là cơ sở vật chất. Rõ ràng là có cơ hội cho những cái đơn vị tư nhân mới được tham gia vào hãng hàng không. Tuy nhiên là với cái sức cạnh tranh đã có ở trên thị trường thì đòi hỏi là các hãng cũng sẽ phải có những cái hướng đi riêng, tức là những cái thị trường ngách riêng, mà đối với Bamboo Airways thì sẽ là những cái thị trường ngách như thế nào? Như bạn hỏi là có cái sự cạnh tranh thì chúng tôi có cái đi cái thị trường ngách. Người đi sau thì bao giờ cũng phải chọn con đường nào nó phù hợp với cái vừa là sức của mình, vừa là cái chiến lược của mình, làm sao để nó phù hợp và không bị phá sản về cái việc mà đầu tư một cái lĩnh vực mới. Thì chúng tôi sẽ đầu tư Bamboo Airways với cái phân khúc đó là vừa là phục vụ nhu cầu du khách trung cao cấp và vừa là phục vụ nhu cầu cho hành khách có cái gọi là giá, ở đây là giá siêu rẻ. Đến năm 2020 thì chúng tôi có khoảng 20 khu nghỉ dưỡng, mà 20 khu nghỉ dưỡng này nằm trải dài khắp Việt Nam từ Bắc vào Nam. Và chúng tôi sẽ có cái chính sách là cứ khách hàng mà bay trên chuyến bay của Bamboo Airways mà nghỉ dưỡng tại các quần thể của FLC thì có thể là chúng tôi thậm chí là lấy tiền vé, gọi là có lấy, thậm chí là miễn phí. Và thứ hai nữa là chúng tôi sẽ có cái đầu tư cho hãng hàng không của FLC là Bamboo Airways đạt tiêu chuẩn 5 sao, tức là vừa có hạng thương gia nhưng mà vừa có hạng là trên thương gia, đó là first class. Thứ ba nữa là chúng tôi đến sau nhưng mà chúng tôi đầu tư với một cái hạ tầng đó là máy bay, với cái số lượng máy bay rất là lớn và hiện đại. Thế thì không có lý do gì, cùng với cái tiềm năng của hàng không Việt Nam thì không có lý do gì mà Bamboo Airways không thành công, mà tôi nghĩ rằng là nó thậm chí còn rất thành công. Đến thời điểm nào thì chuyến bay đầu tiên của hãng sẽ cất cánh và những cái bước tiếp theo mà FLC sẽ thực hiện đối với Bamboo Airways là như thế nào? Tôi dự kiến là ngày 10 tháng 10 năm 2018 chúng tôi sẽ có chuyến bay đầu tiên phục vụ du khách trong nước, và đến tháng 12 thì chúng tôi sẽ lên có con số là 20 cái máy bay sẽ bay ngay trong năm 2018. Xin cảm ơn ông đã tham gia buổi phỏng vấn. Chuyển sang phần tin quốc tế, vào khoảng 14 giờ chiều nay 26 tháng 7 theo giờ Bắc Kinh, một vụ nổ lớn do bom tự chế đã xảy ra bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Rất may là ngoài nghi phạm đã không có ai khác bị thương. Vụ việc hiện đang được điều tra làm rõ. Nghi phạm là một người đàn ông 26 tuổi họ Khương, người Thông Liêu, thuộc khu tự trị Nội Mông. Tên này được cho là đã cố quăng bom tự chế vào khuôn viên Đại sứ quán Mỹ nhưng không thành công. Vụ nổ khiến nghi phạm bị thương, làm bốc cháy một số xe ô tô đỗ trong khu vực, đồng thời gây ra cột khói lớn bên ngoài Đại sứ quán Mỹ và gây ùn tắc giao thông tại các tuyến phố lân cận. Rất may, không có ai khác bị thương trong vụ việc. Trước đó, cảnh sát khu vực cũng đã khống chế một phụ nữ tự tẩm xăng lên người, nghi có ý định tự thiêu gần trụ sở Đại sứ quán Mỹ. Phát biểu trong cuộc họp báo sau vụ tấn công, ông Cảnh Sảng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết vụ nổ là sự cố an ninh riêng lẻ và cảnh sát đã xử lý vấn đề kịp thời. Các vụ đánh bom và tấn công liều chết ở tỉnh Sukhada, miền Nam Syria đã khiến cho ít nhất 220 người thiệt mạng, trong đó có hơn một nửa là dân thường và 180 người khác bị thương. Tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm ngay sau khi các vụ tấn công xảy ra. Theo kênh truyền hình nhà nước Syria, phiến quân IS đã liên tiếp thực hiện nhiều vụ tấn công nhằm vào nhiều ngôi làng ở phía bắc Sukhada, bắt giữ con tin và đụng độ với lực lượng chính phủ. Các vụ tấn công do IS tiến hành đều nhằm vào các địa điểm đông người qua lại như là chợ hay đường phố. IS thì gần như đã mất toàn bộ lãnh thổ chiếm đóng tại Syria sau khi các cuộc tấn công riêng biệt của quân đội Syria do Nga hậu thuẫn. Phiến quân IS buộc phải rút vào hoạt động tại sa mạc và các khu vực hẻo lánh. Tuy nhiên, cuộc tấn công vào ngày 25 tháng 7 cho thấy tổ chức này vẫn có khả năng gây ra những cuộc tấn công nguy hiểm, gây thương vong lớn. Kể từ khi chiến tranh Syria bắt đầu vào năm 2011 thì hơn 350.000 người đã thiệt mạng và hàng triệu người buộc phải di tản. Hôm nay, Nhật Bản đã tổ chức cuộc diễn tập hàng hải đa quốc gia với sự tham gia của Mỹ và nhiều nước khác.
Mục đích của cuộc diễn tập lần này là thực hành đánh chặn vũ khí hủy diệt hàng loạt bằng đường biển. Tham gia cuộc tập trận mang tên Lá chắn Thái Bình Dương 18, ngoài lực lượng Nhật Bản còn có Hải quân Mỹ, Australia và Hàn Quốc, cùng với tàu khu trục và máy bay giám sát, tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển. Nội dung diễn tập mô phỏng các lực lượng chức năng lần lượt chặn và tiến hành kiểm tra một tàu nghi ngờ chở nguyên liệu được sử dụng để sản xuất chất độc thần kinh như sarin và VX. Tổng cộng 30 nước, trong đó có 6 nước thành viên chủ chốt của sáng kiến an ninh chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tham gia cuộc tập trận đa quốc gia nói trên. Sáng kiến an ninh chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt PSI được khởi xướng từ năm 2003, một phần trong nỗ lực của Washington nhằm kiềm chế sự lan truyền của công nghệ hạt nhân và các vũ khí hủy diệt hàng loạt khác. PSI được nhiều chuyên gia coi như một công cụ có thể kiềm chế tham vọng vũ khí hạt nhân của Triều Tiên và sự gia tăng của tên lửa và vũ khí bất hợp pháp khác. Loạt sai phạm bị phát hiện tại một công ty sản xuất vaccine của Trung Quốc mới đây đã làm dấy lên những lo ngại về an toàn dược phẩm. Điều đáng nói là việc sử dụng vaccine dởm đã từng xảy ra ở Trung Quốc rất nhiều lần trước đó. Vì vậy, trong thời gian qua, nhiều người dân Trung Quốc đại lục đã chuyển sang sử dụng vaccine từ các bệnh viện của Hồng Kông. Công ty khoa học kỹ thuật sinh học Trường Sinh có trụ sở tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc đã bị phát hiện làm giả các số liệu của vaccine phòng dại và sản xuất hơn 250.000 liều vaccine bạch hầu, ho gà, uốn ván kém chất lượng. Vụ việc này tiếp tục làm dày thêm hồ sơ sản xuất vaccine dởm của Trung Quốc. Điều này đã gây chấn động mạnh trong xã hội Trung Quốc vì 95% vaccine sử dụng trong thị trường Trung Quốc đại lục là do các công ty Trung Quốc tự sản xuất. Rất nhiều người đã thể hiện sự bất ngờ, lo sợ và tức giận về vụ việc này qua mạng xã hội. Điều tôi mong muốn là một giải pháp lâu dài cho vấn đề này. Tại sao đây lại là một vấn đề nan giải với Trung Quốc như vậy? 2003, 2006 rồi 2013, vụ việc tương tự thế này đã xảy ra ở đây rất nhiều lần. Trong bối cảnh đó, hàng loạt những người dân Trung Quốc đại lục đã đổ sang Hồng Kông để săn tìm vaccine. Đặc khu này từ lâu đã nổi tiếng với nền y tế và dược phẩm tiên tiến và an toàn. Nhiều phòng khám, bệnh viện tư nhân ở đây đều sử dụng vaccine nhập khẩu từ các tập đoàn dược phẩm lớn. Điều này khiến nhiều người dân, nhất là phụ huynh có con nhỏ, yên tâm hơn về chất lượng của sản phẩm y tế. Những liều vaccine không đạt tiêu chuẩn được sản xuất bởi một công ty có tiếng ở Trung Quốc và được sử dụng bởi 1/4 trẻ em Trung Quốc. Đây là một số lượng trẻ rất lớn. Thế nên, các phụ huynh sẽ lo lắng về chất lượng của vaccine. Họ sẽ đến Hồng Kông để đảm bảo con họ được tiêm các vaccine với chất lượng tốt nhất. Theo một phòng khám tư nhân ở Hồng Kông, kể từ sau khi vụ việc bị phanh phui, phòng khám đã nhận hàng trăm tin nhắn và cuộc điện thoại, cao hơn mức bình thường tới 6 lần. Và trong tương lai, phòng khám sẽ phải tăng số lượng liều vaccine nhập về để đáp ứng với nhu cầu tăng cao. Thưa quý vị, giải xổ số độc đắc Mega Millions của Mỹ trị giá 522 triệu đô la tương đương gần 12.000 tỷ đồng đã có chủ. Tấm vé này được bán ra tại một cửa hàng rượu ở California. Dãy số chiến thắng trong lần quay lần này là 1, 2, 4, 19, 29 và số Mega Ball là 20. Đến nay, vị khách hàng may mắn này vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, tấm vé chiến thắng được biết là được bán ra ở cửa hàng rượu Ernest ở thành phố San Jose, bang California. Tôi đang ngủ trưa thì một nhân viên gọi điện báo tin vui. Tôi rất sốc bởi suốt 18 năm mở cửa hàng, chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Chúng tôi đã ước mơ và điều ước hôm nay đã thành sự thật. Cửa hàng của chúng tôi khá may mắn. Ông Kiwe cũng cho biết đã bán ra 3.000 đến 4.000 vé số và việc bán được chiếc vé độc đắc có thể mang về cho ông khoản tiền hoa hồng là 2,6 triệu đô la Mỹ. Sau 22 lần quay số từ ngày 8 tháng 5 nhưng không tìm ra người trúng thưởng, giải độc đắc của Mega Millions đã tăng lên tới 522 triệu đô la Mỹ và là giải thưởng lớn thứ 5 trong lịch sử của công ty này. Người trúng giải có thể chọn nhận tiền thưởng một lần với số tiền là 308 triệu đô la Mỹ trước thuế. Để nhận toàn bộ số tiền là 522 triệu đô la Mỹ, người trúng giải có thể chọn phương án lĩnh thưởng trong vòng 29 năm. Mỗi vé số của Mega Millions có giá chỉ 2 đô la Mỹ với tỷ lệ trúng độc đắc là 1 trên 258,9 triệu.
giải độc đắc lớn nhất trong lịch sử Mega Millions, trị giá là 656 triệu đô la Mỹ, được trao vào tháng 3 năm 2012 cho nhiều người chiến thắng ở ba bang khác nhau. Trung bình mỗi năm, người Mỹ chi khoảng 200 triệu đô la Mỹ để mua vé số, trong đó người dân bang Massachusetts chi nhiều nhất với 735 triệu đô la Mỹ. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin tối 26 tháng 7. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo trên VTC1.